trời ơi. Mẹ cố gắng nữa giờ ăn cay để nó tập đi. Trời.
Chấp nhận mất điểm mà. Sao đợi anh? Chấp nhận mất điểm rồi đi hả? Đó, tùy thôi nha. Chấp nhận mất điểm thứ hai à? Sao đợi anh phí với em? Ai không? Đó là coi như các anh chấp nhận mất điểm thứ ba là phải nhận. Quýnh. Cái phở phải như thế này. Tức tóc cứ gọi tên như chứ còn nữa. Hai. Đó một.
Yeah. Hello.